Chào mừng các bạn nha, chúc các bạn có một buổi tối thật đầm ấm bên gia đình nha. Rồi, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách may cái áo thân phối ren. Và để được cái áo như vậy thì mình có cái thân cơ bản trước và cái cổ đó thì mình qua 10 cm thôi. Và 10 cm đó các bạn vẽ thẳng xuống cái đường bên. Đường bên của mình thì khi cái thân áo đó mình qua 10. Và ngay cái đầu thước đó các bạn chú ý nha, đầu thước là mình bắt đầu từ chiều dài của cái áo đó. Đếm thôi, các bạn đặt lộn cái mí dưới là nó sẽ bị cái áo nó sẽ bị xệ nhiều. Rồi bây giờ thì cái thân giấy mình vẽ cái bên giống như khi mình nhấn vậy đó. Mình vẽ như vậy để mình gọt bỏ cái phần đó. Cái này cũng sắp Tết rồi cho nên là tranh thủ chia sẻ nhiều mẫu áo cho các bạn và chị em mình tham khảo để may nhiều đồ Tết mặc nha. Rồi đó, mình gã ra, mình gã cái thân giấy ra. Mình giấu ngay cái điểm 15 đó cho nó xuống cái mực mép bên đây để mình đánh cong cái mí qua, mí cổ qua. Các bạn đánh cái đó cho nó cong nhiều á. Mình đi cái cổ nhìn nó có duyên hơn là cái cổ thẳng. Cổ thẳng cái nhìn cái cổ nó nhỏ xíu à. Rồi cái đường ở bên đây mình rã nó xuống luôn. Đó, khi mà chảy ra thì các bạn đặt cho nó nằm đó, là mình biết cái nó nguyên cái bề trên của mình nó là bề mặt hết đó. Để khi mình đặt lên vải nó sẽ không bị lộn. Rồi cái áo của mình cái này là cái bề vải của nó là bề mặt nó nằm đưa lên trên đó nha các bạn, cái lớp vải của mình. Và cái giấy của mình cũng vậy, giấy của mình là cái bề mặt của giấy nó nằm đang nằm ở bề trên luôn. Mình nói rõ nhiều khi mấy bạn sơ ý cái làm mới lỡ nó lộn cái trái mặt. Xong cái lớp chính giữa rồi, giờ cái vải này mình xếp đôi lại. Rồi mình cắt hai cái miếng hai bên cổ đó. Đó các bạn nhìn kỹ nha, mình làm dấu ngay cái chỗ mà xuống 15 đó, mình bấm ngang nó một cái đi. Rồi ở mí trên cổ thì mình cắt sát, thay vì trên cổ một bên mình cắt sát một bên mình chịu hao đường may thì nó dễ bị lộn lắm. Tại vì cái thân áo, cái thân mà mình rã cái bên mà nó có cái đường thẳng, đường cong đó thì mình cần có cái đường may đoạn trên, nhưng mà mình đã cắt rồi thì khi mình gấp lại một chút nữa mà mình sẽ chỉ cho các bạn cái điểm đó. Mình đặt hai lớp mình cắt như vậy đi, nhấp xuống ngang 15 mình chị heo mà là nó không bị lộn.
Bây giờ thì mình khoa, mình đặt lên nè, rồi mình khoa cái bầu. Cái bầu này nó dễ lắm, mình không có cần phải đi ra cái thân sau, mà các bạn chỉ tới cái đô thôi. Rồi bây giờ mình làm dấu một mí phấn là nó ngay nó, đó, ở cái ngoài cái mí giấy đó, các bạn đo vào 1 cm cái độ xéo, độ xéo của cái bầu, có nghĩa là khi cái bầu mình hoàn thành rồi nó không có bằng cái mí 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 ren nha, mà nó xéo vô, nó xéo vô đặng cho nó hở ren đẹp. Ở trên đô thì các bạn qua 7, và ở cái đoạn cái que nhọn đó thì mình xuống 10 rưỡi, xuống 10 rưỡi bắt đầu mình đánh xéo qua, đánh cho nó bầu 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 lên cái mí 7 phân đó. Và cái bầu thì đó, cái đường xéo đó các bạn vẽ cái mí ngoài nha đó, khi mình chịu hao đường may luôn rồi đó. Rồi xong đó thì mình ấp mặt lại, mình cắt thêm một lớp nữa cho nó cùng chiều với cái vải của mình luôn, để khi mình ráp lại nó dễ ráp. Đó, khi các bạn vẽ cái bầu thì cho cái que đó nó nhọn nhọn hơi nhớ, nhìn nó cho nó mướt con mắt của mình, chứ nếu như mình vẽ một đường thẳng băng nó không có uốn éo cong lượn thì nó sẽ không có, nhìn nó không có đẹp. Giống như cái số đo 3 vòng của phụ nữ, càng nhấp nhô càng xa le số thì càng đẹp. Đó. Cái này nè, mình nói cho các bạn nghe nha, cái mí keo ép hột của mình đó là cái bề mặt là đang nằm ở úp xuống, cái bề mặt úp xuống phía dưới nha. Đó là các bạn phải kỹ cái điều đó, nếu như mà không mình không có tính trước là nó sẽ bị nó lộn keo cái là chết quá. Rồi cái này là cổ sau nè, cái cổ trước của mình đó là mình qua 10, còn cổ sau mình cũng qua 10, mình xuống 8. Rồi mình cũng khoa keo giống như cái thân trước vậy đó. Cái bề bản mấy keo thì 3 phân. Bây giờ hai bên cái thân và tay cái bâu cái que thì đã xong. Bây giờ mình đặt lên, và cái này nữa nè, là cái con bướm của mình là bề mặt nó nằm đưa lên trên. Đó, xong rồi mình đặt cái miếng thân của mình nó lên. Cái mặt trái nó tùm lum hết, cho nên là các bạn nhớ chú ý kỹ mình nói đó. Nó khi mà xong rồi thì mình bắt sổ, mình đặt cái bề mặt của ren lên bề mặt của cái thân, mình bắt sổ cho nó dính giáp cái vòng nó thân áo hết. Rồi ngay cái chỗ đó mình có mí bấm ra đó, các bạn đặt lên giáp đường may 1 phân. Mình ráp mình phải chần chần cái tay với mấy lưới để cho nó dập vô. Rồi xong một bên của cái thân, bây giờ tới mình phải mất bên đây. Hôm nay mình lên đồ toàn là bướm không, xuân sắp về rồi. Đó, ngay chỗ này là các bạn ăn gian qua nha. Khi mà cái đường may đó mình may 2 ly, nhưng mà ở phía dưới thì cho nó mỏng ra, để cho nó cân bằng lại.
Đó, rồi xong rồi mình bật cái hai đường may hai lớp ở phía dưới đó, bật trở ngược qua bên mép vải và mình đột ép một đường. Đường khoảng 2 ly. 2 mũi kim. Thanh áo bình thường mà khi mình phối lên những cái ren như vậy nhìn nó tăng cái độ sang trọng của cái áo lên hơn. Rồi bây giờ cái lớp bâu của mình khi nãy nè, nãy mình vẽ đó mà mình đánh dấu nó lộn bề, mình lấy bề mặt úp bề mặt xong rồi cái các bạn ráp cái đường may ngay cái mí phấn mình vẽ đó. Rồi đến cái góc khi mà còn thay vì đường may là 6 ly thì còn 7 ly rồi, bắt đầu các bạn lấy cái chỉ xếp đôi hai cọng, bắt đầu mình đạp cho nó dính cái hai cọng chỉ của mình đó, mình nắm cái góc mình quay qua. Quay qua để khi mình lộn lại cái mình nắm cái chỉ đó mình kéo ra cái là xong à, không cần phải gói góc nữa, lộn xộn lu bu mình nó không được nhọn, không được đẹp nữa. Đó, mình dành bỏ cái vải trong ra. Đó. Chỉ cần mình lấy cái tay mình gịch cái cầm chỉ ra là xong. Rồi mình lấy cái tay mình dạch ra cho nó sát cái đường chỉ mình vừa đọt đó. Rồi mình nhiễu một đường. Nhiễu cái đường này nhuyễn nha các bạn. Nó cái mũi kim của mình sao mà mình đọt nó kế cái đường, như nó chỉ có một ly á thì nó kế cái đường mai của mình phía trong đó thì nó sẽ không bao giờ bị giãn cái đường đó. Nó không có bị giãn ra. Đó, xong rồi đó. Rồi cái lớp dưới thì nó lú ra, các bạn cứ để tự nhiên, mình đạp dần hai lớp cho nó dính lại. Rồi cái ở đây mình muốn cho nó ốp mà nó đẹp đó, thì mình đạp dần thêm một đường nữa, mình chặn ở cái phía sau cái dương vịt của mình, chặn lại cái mình ráp vào cái nó không bị giãn mà nó sẽ hơi dung dung cái cổ cái bâu của que lên nhìn nó đẹp. Còn cái này là bên cái thân áo của mình nè, mình cũng đạp dần lại. Dần lại cho nó chuẩn để khi mình may nẹp keo ủi nó mình sẽ không có bị dẫn cái cổ bị thòng nữa. Rồi nhá cho nó dính vô cái góc bên đây trước nè, rồi góc bên kia mình may qua. Khi mình đạp dần cái thân nè rồi xong rồi ở trên cái phần cổ rồi thì mình dần tới hai đường nữa thì làm sao mà cái cổ của mình nó xấu được. Rồi bây giờ thì trước khi may cái nẹp đó thì mình phải gắp cái thân sau vô, gắp cái đô thân sau vô. Lâu lắm rồi mình mới chia sẻ cái cổ áo mà có pha nẹp keo. Hầu như là may đồ thun thì viền cũng nhiều. Khi mình gắp cái áo, những cái áo mà có may keo thì các bạn cứ làm như vậy đó. Mình dằn trong cái thân xong rồi cái mình mới may cái keo vào thì nó chắc chắn nó sẽ không có bị dảnh cái cổ. Rồi bên cái thân thì đôi trước đôi sau gáp lại, còn bên keo thì cũng vậy.
Khi mình khoa thì nó bằng cái đường may bên đô rồi, thì gấp bên đô đường may bao nhiêu á thì bên đây mình gấp cũng bấy nhiêu. Đó, rồi xong rồi các bạn rẽ cái mí đô ra nè, rồi cái vỡ bên cái keo của mình cũng rẽ ra giống như vậy, cái mình định lên là nó chắc chắn à. Đó, cái gỗ trước mình dằn mà gỗ sau chưa dằn, hay mình dằn lại trước nó cái đi. Hai cái mí đô á, mình úp mặt lại, xong mí đô bên đây á, mình cũng úp mặt lại ngay cái đường may bên đây với bên kia, mình khóa nó bắt đầu mình ráp lại. Đương nhiên nó như vậy á, thì nó đẹp không lối thoát này. Đó, xong rồi quay góc lại. Cái này mình không có lấn qua cái góc qua sâu qua thì nó sẽ bị lệch cái khỏi cái que của mình đó, cho nên là không được đẹp. Mình đi vừa sụp cái mí bầu á qua một mũi kim thì mình quay ngang qua. Mình phá ngang hai cái mí đô như vậy á, thì nó ít có khi nào mà nó bị hai lớp nó lạch lắm. Đó, cái vòng cổ sau này là các bạn lấy cách 1,5 phân hoặc 2 phân, các bạn bấm lấy cái nhấp bén mình bấm vô, bấm cho nó vừa tới cái mí chỉ cái đầu của mình, nhưng mà không cho đứt chỉ, vừa cái mí luôn. Rồi mình bật những cái đường may khi nãy đó mình gấp đó, với ngay cái chỗ hai đường may phía dưới mình bấm đó, mình bấm nãy đó, xung quanh cái cổ tất cả các bạn đột bật trở ngược ra ngoài bên cái nẹp. Rồi mình đột dằn nó một đường, cách cái đường gáp cổ của mình khoảng 1 mũi kim thôi. Cái clip này tương đối là nó hơi dài và cái kiểu thì hơi cầu kỳ, cho nên các bạn cố gắng xem ha. Đó, bây giờ cái bầu cái nẹp nó đã cố định rồi thì cái lớp keo của mình nè, đó các bạn ớp vào trong rồi mình đột mình khóa ngang cái mí đô đó, đột đường may cho nó dính xuống cái nẹp dưới luôn. Rồi xong cái mình dạch ra cái đó, mình dịnh cái lớp nẹp ở phía dưới cho nó úp xuống, và khi cái mình may cái miếng nẹp ở trên cái đô rồi thì các bạn không thể nào mình đột sát cái mí cổ cái mí đô được, mà mình để cái chân vịt của mình nó đến cái chỗ nào được thì được. Rồi mình đột ép cho nó cái lớp đó nó dính với cái nẹp ở phía dưới. Và còn cách 1,5 phân ngay cái mí rời, giữa mí ren với mí vải đó, thì các bạn lại mối lại để khi mình đột mình nó lấn qua tới cái mí giáp mí thì nó sẽ lú cái đường may ở phía dưới ra, nó sẽ không đẹp. Rồi ở xung quanh đó thì mình sẽ ủi cho nó
cái nẹp nó đường may nó khuất vào trong hết ha, nó không có nó lú cái ra ngoài. Đó là giữa khác biệt giữa đồ chợ với đồ mình may ở nhà đó các bạn. Nó sẽ sắc sảo cái điểm đó hơn. Đó, sau khi mình ủi xong đó, bây giờ mình chỉ việc trang trí lên cái bao của mình. Rồi tùy các bạn muốn gắn sao gắn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.